Cách để khôi phục phấn nén bị vỡ. Trước khi vứt một hộp phấn nén bị vỡ, tại sao bạn không thử sửa chữa lại? Phương pháp thông dụng nhất là dùng cồn tẩy rửa. Mặc dù dùng cồn sẽ nhanh chóng bay hơi, một số người có làn da cực kỳ nhạy cảm vẫn cảm thấy da khô sau khi dùng cách này. May mắn là vẫn còn cách sửa chữa phấn nén bị vỡ bằng lực ép và hơi nước mà bạn có thể áp dụng. Dùng cồn tẩy rửa. 1. Mở hộp phấn và bỏ vào túi ni lông có khóa kéo. Điều này là để giúp cho giữ sạch nơi làm việc của bạn. Hơn nữa, nó cũng giúp giữ lại những vụn phấn. Nếu như không có túi ni lông có khóa kéo, bạn có thể dùng màng bọc thực phẩm để phủ lên một lớp phấn vỡ, đảm bảo bọc kỹ rìa hộp phấn để khỏi bị lọt ra ngoài. Phương pháp này sẽ dùng cồn tẩy rửa, cồn sẽ ba hơi và để lại một lớp phấn được nén chặt. Cách này được coi là an toàn, nhưng nếu như có một làn da quá nhạy cảm, có thể bạn cần cân nhắc sử dụng phương pháp hơi nước. 2. Nghiền phấn nén thành phấn trời mịn, kể cả những phần không bị vỡ. Dùng thìa hoặc chui cọ trang điểm để làm việc này, tiếp tục nghiền cho đến khi phấn thành bột mịn, đảm bảo không sót một mẫu phấn chưa nghiền nào, nếu không hộp phấn của bạn sẽ rất lợm cợm. Có thể điều này trông như là bạn đang làm một hộp phấn hỏng thêm, nhưng nó sẽ giúp cho sản phẩm sau này của bạn mịn màng hơn. 3. Lấy hộp phấn ra khỏi túi ni lông hoặc tháo lớp màng bọc ra. Nếu phấn rơi ra ngoài, bạn nên cố gắng gạt trở lại hộp, nghiền thành bột nếu như cần thiết. 4. Cho cồn tẩy rửa vào phấn. Tùy vào lượng phấn, lượng cồn cho vào có thể chỉ là vài giọt hoặc một nắp lọ. Dùng một lượng cồn vừa đủ để làm ẩm phấn, nhưng không phải nhiều đến mức làm cho phấn nổi lên. Cố gắng dùng cồn tẩy rửa có nồng độ ít nhất là khoảng 70%. Nồng độ càng cao, cồn sẽ càng nhanh bay hơi, khô. Nếu lỡ cho quá nhiều cồn, bạn có thể dùng một cốc khăn giấy nhúng vào chỗ cồn thừa, khăn giấy sẽ thấm bớt cồn. 5. Để cồn thấm trong vài giây, sau đó thì trộn đều lên. Bạn có thể dùng chui cọ trang điểm để làm việc này, tiếp tục trộn đều cho đến khi tạo thành một hỗn hợp sánh mịn, không bị vón cục hoặc lần cận. 6. Phủ một lớp màng bọc thực phẩm lên mặt phấn còn ướt, sau đó miết xung quanh cho gọn gàng. Lớp màng bọc sẽ giúp cho bạn không bị bẩn tay. Bạn cũng có thể dùng thìa, chui cọ trang điểm hoặc các vật nhẵn để làm nhẵn bề mặt phấn. 7. Tháo lớp màng bọc ra và dùng khăn giấy để ép xuống mặt phấn. Không ấn quá mạnh, nếu không phấn có thể sẽ bị nứt. Bước này là để giúp thấm bớt lượng cồn thừa. Để phấn trông như còn mới tinh, bạn có thể dùng một mảnh vải cô tông thay vì khăn giấy. Nó sẽ để lại trên mặt phấn những hoa văn như nhiều loại phấn mới. 8. Bỏ khăn giấy ra và dùng cọ nhỏ để làm sạch thìa xung quanh nếu thích. Nếu như muốn sản phẩm của mình trông gọn gàng hơn, bạn hãy dùng cọ kẽm mắt để quét một vòng xung quanh phấn mắt. Bước này sẽ giúp cho rìa phấn được gọn gàng và đẹp hơn. Bạn chưa cần lo là làm sạch đường hộp phấn vội. 9. Mở hộp phấn và để qua đêm cho khô. Trong thời gian này, cồn sẽ bay hơi và để lại một bánh phấn. 10. Dùng tăm bông nhúng cồn tẩy rửa để lau sạch hộp phấn nếu muốn. Khi thực hiện những bước khôi phục phấn, có thể hộp phấn sẽ bị lấm lem vì dính phấn. Nếu như muốn, bạn có thể dùng tăm bông nhúng cồn tẩy rửa và lau sạch. Dùng lực ép và hơi nước. 1. Cắm màng là và bật ở mức nóng nhất. Bạn có thể chỉ cần một lực ép là có thể nén phấn, nhưng như vậy phấn sẽ rất dễ vỡ. Độ nóng của màng là sẽ giúp cơn nén chặt hơn và bền hơn. Vì không dùng cồn tẩy rửa, phương pháp này là an toàn cho da nhạy cảm. Hầu hết các hộp phấn đều có đĩa kim loại đặt ở bên trong hộp nhựa. Phải chắc chắn rằng hộp phấn của bạn đã có đĩa kim loại này. 2. Làm vỡ phấn để bạn có thể dốc phấn ra ngoài. Bạn có thể dùng bất cứ thứ gì cứng như tăm hoặc nĩa. Bước này trông như bạn đang làm hỏng thêm, nhưng nó sẽ khiến cho thành phẩm mịn hơn. 3. Cho phấn vỡ vào túi ni lông có khóa kéo. Đảm bảo đã lấy hết phấn ra ngoài, nếu cần bạn có thể dùng tăm hoặc nĩa để cạy phấn ở những góc ra. Phấn sẽ được tiếp tục nghiền trong túi ni lông. 4. Tiếp tục nghiền phấn thành bột mịn. Cách tốt nhất để nghiền là dùng mặt phẳng của một chiếc đĩa để ấn xuống. Tuy nhiên, bạn có thể dùng bất cứ thứ gì, kể cả thìa. Đảm bảo không còn các mẫu phấn chưa nghiền, phấn phải thật mịn. Nếu như còn sót các mẫu phấn, hộp phấn của bạn sẽ bị lợn cợn. 5. Gỡ đĩa kim loại ra khỏi hộp phấn. Hầu hết những hộp phấn đều có một đĩa kim loại được dán ở trong hộp phấn. Bạn cần gỡ đĩa này ra trước khi chuyển sang phương pháp kế tiếp. Cách dễ nhất để làm việc này là dùng dao cắt bơ, luồn dưới đĩa kim loại và cài lên. Nếu không gỡ đĩa kim loại ra, bạn sẽ có nguy cơ làm chảy hộp phấn bằng nhựa. 6. Dốc phấn trở lại đĩa kim loại. Mở túi ni lông đựng phấn ban nãy và dốc phấn vào đĩa kim loại. Đừng lo nếu như bạn làm rơi mất một ít phấn. 7. Dùng thìa ấn phấn gọn vào đĩa.
Đặt mặt dưới của thìa lên mặt phấn và ấn xuống cho đến khi phấn đóng chặt lại. Bắt đầu từ xung quanh và dần dần ấn vào giữa. Cố gắng đừng để phấn rơi ra ngoài. Khi hoàn thành, phấn sẽ được nằm gọn trong đĩa kim loại. Đến lúc này, phấn có thể trông như mới, nhưng nó rất dễ vỡ và có thể tan ra chỉ với một va chạm nhẹ nhất. Bạn cần nén thêm bằng với sức nóng. 8. Tắt bàn là. Bây giờ bàn là đã đủ nóng, bạn cần tắt bàn là và rút điện ra. Điều này rất quan trọng để đảm bảo nước không vào phấn và làm hỏng phấn. Đảm bảo đã tắt chế độ hơi, bạn cần dùng sức nóng khô. 9. Ấn bàn là lên phấn khoảng 15 giây, ấn mạnh hết sức có thể. Không nhấc lên, nhấc xuống hoặc di chuyển tới lui như khi đang là quần áo. Sức nóng từ bàn là sẽ giúp nén phấn. 10. Nhấc bàn là ra chờ vài giây, sau đó lại ấn xuống khoảng 15 giây nữa. Khi nhấc bàn là ra, bạn có thể thấy một mặt phấn đã tương đối phẳng. Tuy nhiên, bạn sẽ cần ấn lại thêm một lần nữa. Nhắc lại, bạn cần đảm bảo ấn mạnh và không xê dịch bàn là. 11. Để phấn nguội, sau đó dán đĩa phấn trở lại hộp. Khi đĩa kim loại đã nguội, thoa một chút keo vào phần trống trong hộp phấn. Sau đó hãy cẩn thận nhấc đĩa kim loại lên và ấn trở lại hộp phấn. Chờ keo khô trước khi đóng hộp phấn lại. 12. Hoàn tất. Lời khuyên, nếu không tìm được cồn tẩy rửa, bạn có thể thay thế bằng cồn isopropyl, không thay thế bằng acetone hoặc dung dịch tẩy sơn móng tay. Các phương pháp này có thể hiện hữu với mọi loại phấn trang điểm, phấn má hồng, phấn tạo khối, phấn mắt và phấn nền. Nếu chỉ có một phần nhỏ bị vỡ, bạn hãy thử nghiền phần phấn bị vỡ thành bột mịn, rót cồn vào khoảng trống và miết phấn xuống khoảng trống đó. Phương pháp này là rất lý tưởng cho phấn nền, phấn má hồng và phấn tạo khối. Nếu như không thể nén lại phấn mắt, bạn có thể dùng như phấn rời. Nếu phấn trang điểm của bạn đã hết hạn sử dụng, tốt nhất là bạn nên vứt đi và thay bằng một hộp khác. Các phương pháp này có thể chỉ khiến cho phấn đã hết hạn khô thêm. Nếu không thể khôi phục lại phấn mắt, bạn hãy tái sử dụng với mục đích khác. Trộn phấn mắt với sơn bóng móng tay để tạo ra màu sắc riêng của bạn. Bạn cũng có thể trộn phấn mắt với sáp Vaseline để làm thành son bóng riêng của mình. Cảnh báo, những phương pháp này chỉ là cách sửa chữa tạm thời. Hộp phấn nén được khôi phục của bạn vẫn mỏng manh và có thể dễ dàng vỡ lại. Một số người thấy rằng phấn sau khi được khôi phục cứng hơn và đậm màu hơn một chút. Một số người cũng thấy rằng nó không giống như trước. Những thứ bạn cần: dùng cồn tẩy rửa, phấn nén vỡ, cồn tẩy rửa, túi ni lông có khóa kéo, màng bọc thực phẩm, vật nhẵn như thìa hoặc cán của cọ trang điểm, khăn giấy hoặc vải cô tông, cọ vẽ mắt và tăm bông tùy chọn, dùng sức ép và hơi, phấn nén vỡ, bàn là, túi ni lông có khóa kéo, nĩa hoặc tăm, thìa, dao cắt bơ, dao cùng, keo dán.